hôm nay mình sẽ đi thật đúng 4 cái đúng lươn. Các bạn thấy không? Hiện tại thì nước rút rất là nhiều rồi, nhưng mình vẫn có cách để thả lươn. Đây các bạn thấy không? Nước rút rất nhiều nhưng mà lươn vẫn nhiều các bạn. Cho ai thấy đấy, các bạn thấy không, thả như thế này là ok rồi. Cái chỗ nào mà bèo bèo nhiều nhiều thế này là nhiều lươn lắm đấy. Các bạn ngụy trang thì khéo, ai thấy các bạn nhé. Đấy, một ông đó nha các bạn, một ông đây. Ôi trời, bận quá rồi. Đấy, một ống đó các bạn này, một ống đây, chưa lại ở đây mới thả, hơi ngứa các bạn ạ, nhưng mà đi thả trúng mình hay, trúng mình là thích. Mình nhảy qua đây mình thả một cái không, nhìn đây có lẽ lươn nhiều đấy. Đấy, chỗ nào mà bùi nhiều thế này là lươn nhiều lắm. Cái chỗ này chắc chắn mai là có lươn các bạn, ngày mai chắc chắn ở đây có lươn, chắc chắn luôn đấy. Đấy, các bạn thả dưới tí này đấy là đẹp rồi. Nhớ các bạn là nhớ là bỏ cái tay vuốt vuốt cái ống ấy cho khéo, có cái cây gì nó cản lại nhá. Đấy, các bạn ngụy trang lại đấy, thế là được rồi các bạn. Tôi sẽ thả một cái đầu kia nữa là xong 4 cái. Hiện tại thì mọi người đang đi chơi đâu không có thấy ai cả,
Mình sẽ thả một cái sát bờ các bạn xem nhé. Đấy, cái ao nào mà cứ bèo bèo thế này là nhiều lươn đấy các bạn này. Ao nào mà bèo bèo nhiều nhiều thế này là lươn nhiều lắm. Đang bỏ vào đằng này cho nó giấu đi. Đấy. Các bạn tập lên. Đấy. Đơn giản như thế thôi. Đấy. Các bạn xem lại, kiểm tra lại cái đầu ống nó còn bị gì không. Đấy. Thế là xong các bạn nha, 4 cái nha. Mình nói qua với các bạn là các bạn cứ tìm cái hồ nào á, cái hồ nào mà có bèo này, có cây mùng này. Đấy, có cây mùng như thế này, cỏ nhiều nhiều á, nước cứ lấp sấp thôi, không cần nhiều. Mà cái hồ đó lâu năm á thì luôn rất là nhiều luôn. Đấy, mình thả thử 4 cái. Ngày mai mình sẽ lấy cho các bạn xem nha. Các bạn thấy chưa? Đấy. Cái máy camera của mình thì quay nó không được chuyên nghiệp lắm, nhưng mà cũng ok các bạn. Đấy, ok. Mình xin về đây. Hiện tại là 4:30 rồi. Ngày mai mình sẽ dậy sớm lấy sớm cho các bạn xem. Chào các bạn. Nhớ đăng ký kênh của mình để xem những video mới nha.